Cả nhà ơi, cả nhà có biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ gần 12 giờ rồi. Hai chị em tôi đây, đó, chuẩn bị hết rồi. Các em biết không? Thì theo như lời hứa hôm bữa chị Nhung có nói là hôm nay chị Nhung sẽ dẫn bạn Thiên Thư đi ăn đêm. Và cái món mà chị Nhung muốn dẫn bạn Thiên Thư đó là món lẩu thái tôm dùm. Ok, và bây giờ chị Nhung và bạn Thiên Thư sẽ đi đến đó thôi. Các em cùng chơi nha. Ngoài trời sao nó tối đen như mực cả nhà ơi. Chỉ còn hai chị em tôi. Hôm nay chị Dung sẽ cho bạn Thiên Thư chở chị Dung luôn cả nhà ơi. Rồi. Sợ không? Sợ không? Khoái lắm. Khoái lắm đúng không? Rồi, ê mở cái miệng được không vợ? Ê tối nay chị hai không muốn là hai chị em mình nằm chỗ nha. Ok. Thiên Thư đang rất là thích chạy xe. Trời thôi được rồi, thôi được, leo xuống đi để chị hai thôi. Khoái khoái đừng bỏ hai, đừng bỏ. Vậy bỏ thôi. À. Sao thấy ổn không? Được không? Ghê ta, ghê ta. Wow, wow. Nhớ thắng nha, để thắng ta chứ có thắng cần nha Thiên Thư. Trời, Thiên Thư mới chạy xe luôn rồi các em ơi. Yeah. Ok, và cả nhà ơi, hai chị em mình chỉ cần 15 phút thôi đã ra tới chỗ ăn rồi. Đây, đây là quán lẩu thái tôm dùm nha. 15 phút giờ em đó hai thấy chưa? Đúng rồi, em chạy rất là nhanh em ạ. Nhưng mà để chị hai lái không à. Không sao, nói với Thiên Thư chạy vậy là dở lắm rồi. Bây giờ các em ơi, bây giờ lẩu thái tôm dùm thì mình sẽ chọn xiên que. Thì Thiên Thư em muốn ăn mực nướng kia. À mực nướng hả? Rồi ok. Anh ơi, lấy cho em một cái mực nướng. Rồi à, lẩu thái mình lấy một cái lẩu. Thì bây giờ mình chọn xiên đúng không? Dạ. Mình bỏ máy thơm, mình chọn những cái thứ dạ này phải không? Mấy lẩu rồi chị chọn thịt thịt ăn cái nào chị bỏ bỏ vô. Rồi Thiên Thư chọn nào Thiên Thư? Dữ. Sam ngon, sam nướng ngon lắm. À đây là sam. Trứng ngon lắm. Sam nướng dạ. Ok, và mình sẽ ăn một con bạch tuộc như thế này. Khá là to các bạn ơi. Khá là to luôn. Con này thì khoảng nửa ký hả? Tới hai con đi. Không không, một con được rồi, tại tôi ăn nhiều món mà. Wow, còn ở đây thì chú đang nướng mực cho bạn Thiên Thư nè. Và chị Nhung cũng thích cái món này nữa các em ơi. Đây là mực một nắng nha, rất là ngon. Trời đứng ở đây ấm áp quá. Chú ơi, mưa quá. Hai chị em mình đi ăn mà trời mưa quá cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình chuyện vào đi tổ táp. Rồi vô. À, người ta đang làm cái bạch tuộc nướng cho mình nè các em ơi. Bây giờ nướng muối ớt hả cô ha? Dạ ok. Đây là hào nè. Đây là cua. Ồ, và đây là con cá gì mà có cái đầu nó bự quá vậy ta? Ngồi ở đây mới vui nè, với lại cái ghế này nó dễ ăn hơn. Đó. Vào đây đi. Hấp dẫn chưa? Ồ, dĩa mực ngon quá. Wow. Mực, đây là mực nha. Mực nướng. Mực một nắng thì nó rất là mềm và ngon. Ngon. Rồi đâu chị hai thử coi. Ngon quá. Mực ngọt lắm các em ơi. Ê ngồi ở đây ăn chứ chị hai nhớ lúc thời gian mà mình đi ra ngoài Vũng Tàu mình ăn có Thiên Thư. Nhớ không? Nó ăn bạch tuộc nướng không? Ngon lắm luôn á. Để lát mình thử coi bạch tuộc đây ngon không. Giờ hồi mình chạy ra Vũng Tàu. Bảo luôn ha, bảo ra Vũng Tàu luôn. Ở nhà các em biết không, ăn hoài cũng chán nên là hai chị em mình giác sát ra quần nước ăn thì cảm thấy thật sự là ngồi đây khuya nhưng mà cảm thấy không có buồn ngủ. Cái thứ hai nữa là cảm thấy rất là thoáng mát và vui được cả nhà ơi. Các em thấy không, giờ này 12 giờ hơn rồi mà xe nè chạy tấp nập luôn. Wow, ở đây thì anh phục vụ rất là tận tình luôn ha, rót nước cho mình luôn. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Ngon Thiên Thư. Hình như là Thiên Thư rất là thích là mực nướng đúng không? Thêm món bạch tuộc nữa chứ không phải mực không. Phải nói là Sài Gòn về đêm rất là đẹp. Lần đầu tiên chị Nhung đi ra đêm khuya mà đi ra đường giờ này luôn á cả nhà. Lần trước thì đi gần gần thôi, không ngờ là lần này giác ra tới quận nhất luôn. Đó, xe vẫn còn tấp nập. Thiên Thư cảm thấy thế nào? Cảm thấy mình quá là ghen và mình rất là cảm giác mình. Rồi bây giờ lẩu chuẩn bị lên rồi. Với chị Nhung thì chị Nhung rất là thích món lẩu thái tôm dùm. Tại vì khi mà mình ăn cái món đó thì cảm giác nó chua chua cả nhà, ngọt ngọt rất là ngon. Ủa chơi trò gì ta? Đã có đi bộ quận 1 thì mình đang đi các bạn thì gặp một cái ông siêu nhân, ổng là Spiderman. Cái ổng quát quát mình lại chụp hình mà mình đâu có biết đâu, ổng đâu có nói là tính kỳ. Cái thì mình chụp hình thì thấy cũng dễ thương quá, cái chụp xong anh nói đưa anh 20 ngàn. Ủa thì em vừa mới chụp cho anh rồi đó. Ôi vậy luôn á hả, trắng trợn luôn hả Thiên Thư. Đây lẩu chúng ta đã ra rồi. À
Wow, đêm khuya mà ăn lẩu thì hết biết rồi cả nhà ơi, nghi ngút khói luôn. Ấm ha thiệt thực ha. Mà hè người ta cho mình đầy đủ tôm, thịt, ốc rồi đại khái rất là nhiều thứ. Và đây là lẩu thái tôm dùm nên là có tôm này cả nhà. Đó, thấy chưa, hấp dẫn chưa. Và có thêm cái này là đậu bắp nè ha, rồi nghêu, rất là nhiều món luôn. Chị Nhung đã cho bún vào trong chén rồi, bây giờ mình múc nha. Ôi, trời ơi, có nguyên một trái ớt luôn. Thôi không ăn ớt đâu, mình bỏ ra. Wow, trời ơi, cái là nguyên một cái con xà lông hay cái gì á Thiên Thư, ngon quá à. Trời ơi, em ơi, một cái nồi lẩu rất là to luôn ha, mà chỉ có 150 thôi, rẻ ghê luôn á. Bây giờ mình đậy nắp lại nha cả nhà ơi, để cho nó chín rau á. Ok, và món bạch tuộc này đã ra lò rồi, rất là ngon luôn nè. Mình ăn đây trước đi, mình ăn lẩu sau đi, đợi rau nữa. Ui, wow, hấp dẫn quá. Coi chừng nóng nha. Ngon không, ngon không? Ủa đây là gì vậy chú? Mùi ớt em ơi. Trời ơi, đi làm cái này. Đâu chị Nhung thử coi. Ôi ngon thiệt. Tôm đỉnh em ơi, đúng là cái sốt của nó rất là ngon nha. Mình phải ăn đúng sốt thì nó mới ngon. Đây Thiên Thư. Cái gì vậy? Thấy chưa? Cái sốt này rất là ngon luôn thấy không? Trời ơi, thơm quá các em ơi, đúng luôn á. Thật sự là cái gì mà nướng nó cũng ngon hết trơn á. Nè, bây giờ mình sẽ chấm với lại cái sốt ớt, muối ớt nha. Hay là ta nói là sốt muối ớt. Đây. Nó kẹo kẹo, rất là đã luôn á. Ngon quá. Và mình sẽ ăn kèm thêm một miếng rau răm. Đã quá. Không có cay đắng đâu, rất là vừa ăn luôn. Ngon quá ha. Ồ, mà sao hình như mình kêu có con ít quá Thiên Thư. Mình khám thử coi cái nồi lẩu của mình sao rồi. Wow. À, còn khuyến mãi thêm một ít nấm kim châm nữa. Tụi mình ăn cái này. Chị Nhung cũng phải check in một cái. Thiên Thư, chết mồ, không có đeo điện thoại, check in. Thì cái thần luôn rồi vậy. Quên đeo điện thoại rồi, thôi bỏ. Đây có nấm kim châm ngon lắm nè Thư. Ôi, em lấy đi. Bởi vậy thì đi ăn đêm không rủ Thiên Thư là chị Nhung cũng buồn, mà Thiên Thư cũng buồn luôn các em ơi. Đó. Có gì không? Sao ăn toàn và bún với lại nấm không vậy? Có ốc gì không? Mới ăn miếng cò lông. Vậy hả? Ngon lắm. Cay quá các bạn ơi. Đúng rồi, này đậu thái tôm dùm mà phải cay à. Ngon. Ồ, nhìn Thiên Thư ăn mà chị Nhung muốn chảy nước miếng luôn á. Bún ngon quá. Hấp miếng nước đi Thiên Thư. Bún ngon. Đâu hấp miếng nước coi. Nước cay á. Sao? Nước chua, cay. Không mà ngon quá. Mà nó hơi bị gắt của họ. Ngoài trời đang mưa mà hai chị em mình ngồi ăn cái lẩu này bảo đảm rất là ấm luôn á. Đúng không Thiên Thư? Cái gì chi thì luộc thì rất là ngon, giòn. Nhìn Thiên Thư ăn cũng chảy nước miếng luôn. Bây giờ tới chị Nhung ăn nha. Lẩu thái tôm dùm là người ta ăn với lại rau muống á sẽ rất là ngon. Trời nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Chắc nóng quá chị Nhung phải ăn cái con xào dẻo này trước quá. Rất là ngon. Xào dẻo rất ngon nha. Cảm giác rất là tươi luôn á. Ờ, nấm kim châm. Nấm rất là ngọt luôn. Ngon quá. Ngon quá chị Nhung. Chị Nhung muốn ăn quá. Cái gì kia? Trời, lặn được một cái gì kia rồi. Ngon quá em ơi. Phải nói là lâu lắm rồi mới được đi ăn lẩu buổi tối thế này. Đây bữa nào Tết mình làm thêm thiệp nữa thì thêm hơn ha. Dạ. Noel đồ.
đúng mà. Rồi có con, một cái con này là con nghêu. Nghêu cái món lẩu này là ở bên Thái rất là chuộng nha, bởi vậy chị Nhung thấy là cái quán này người Thái người ta ăn rất là nhiều. Được rồi, ngon quá. Em có biết tại sao mà chị Nhung gấp những cái con ốc này ra từ cái nồi kia không? Để lại cho nó nguội, lát hai chị em mình ăn nè. Đó, rất là dễ ăn luôn. Cái này mình chấm muối tiêu chanh mới đúng nè. Ngon quá. Cái lẩu Thái này là người ta phải cho nhiều nghêu, sò, ốc hến. Nói chung là tất cả các loại hải sản vào thì cái nồi lẩu chúng ta nó mới ngọt được. Xe hơi đua, chị Thư thấy không? Ở xe hơi đua luôn. Quá tuyệt vời em. Thật ra là hôm nay hai chị em mình rất là vui khi mà ra Quận Nhất ăn lẩu rồi còn nướng những món mà chị em mình thích. Và chị Nhung hy vọng là các em sẽ thích cái video clip này để cổ vũ hai chị em mình có động lực đi ăn đêm nữa nha. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chị Nhung và bạn Thiên Thư ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye mẹ, gặp lại chị Nhung, love you. Trời ơi, bây giờ trời vẫn còn mưa nên hai chị em mình phải đợi tạnh mưa mới về. Bây giờ em cho các bạn xem đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Chị hai cũng không biết luôn á. Wow, gần 1 giờ luôn. Em ơi, hôm nay hai chị em mình ăn tổng cộng là 534.000. Rồi, Thiên Thư trả tiền. Hôm nay cảm ơn em đã bao chị Hà nha. Ừ, anh đi trời mưa mà đi đã tới một Nhất ăn thấy không? Rất là khổ, cần chiến đi bảo táp cho. Dù có bảo táp cỡ nào, Thiên Thư cũng cảm thấy không bảo táp. Vì sao? Thiên Thư rất là thích chạy xe đi em ơi. Vâng. Đây, đây. Nhung và bạn Thiên Thư đã về nhà an toàn rồi, nhưng mà đang đấu khẩu với nhau. Hay sao? Biết cái chỗ không? Bạn Gia Lai là mẹ để quẹo cua, hay ôm em cái nhũng chết không? À, có nghĩa là Thiên Thư lấy xe mà không cho người ta ôm cái em ơi. Ngại ghê luôn á, sợ cũng chết, bà chạy mà cứ rung 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 gì mà bà không cho. Có đâu, giờ là lúc đó đó. Trời ơi, em đã quẹo cua được rồi mà hai cứ ôm em như vậy. Thôi được rồi, thôi đi ngủ đi em, đi ngủ, ngủ ngon nha.